Xin chào mọi người nha, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ hạnh phúc. Thì bây giờ thì sáng nay thì Tâm sẽ nói về cái chế độ dinh dưỡng của cây da đam như thế nào để cho nó xanh và tươi tốt như thế này. Và cây da đam á thì thường thường người miền Bắc gọi là cây lô hội. Và đặc biệt của cây da đam này á thì nó mọng nước, nó đều. Đối với những cây da đam mà có mọng nước to như này đó, Tâm sẽ quay cận cảnh cho mọi người xem. To như này, mọng nước đều và đẹp, thì chứng tỏ cây da đam đó đang phát triển rất là tốt. Còn với những cây mà eo uột, nhưng mà cái lá nó hơi bị héo. Thứ nhất là do nắng. Đây, đây cây của Tâm nè. Cái đầu này nó bị nó bị cháy nắng luôn, là do thứ nhất nắng rất là nhiều, do nắng. Cái thứ hai là bạn bón phân, do Tâm không có ủ cái phân này. Cái phân này nó có cái sơ dừa mà Tâm không ủ, thì nắng nó chiếu trực tiếp vô sơ dừa. Sơ dừa nắng nóng quá nó sẽ bốc cái lượng nhiệt lên, nó sẽ làm nóng cái này và cháy đi cái đầu này. Và lưu ý khi mọi người mà trồng những cây da đam, bất cứ những cây nào, cây kiểu nào, thì mọi người phải ủ sơ dừa, hoặc là không cần sơ dừa cũng được. Cũng không cần nhất thiết là mình phải có cái sơ dừa thì cây mới phát triển. Nó không cần. Tại vì trong cái bao phân của Tâm mua á, là đã có sơ dừa rồi, nên Tâm không thể loại bỏ cái vấn đề sơ dừa đó. Nên Tâm thứ nhất là cây da đam thì khi mình bứng lên á, mình phải trồng liền, chứ không thì nó sẽ bị mất sức. Nên là Tâm phải bấm bụng và trồng liền, không có ủ cái phân đó. Cái phân đó mình phải ủ ít nhất cũng khoảng là 2 tuần thì nó mới tơi và nó tạo cái thành mùng á, cái bùng cưa á mọi người, và tạo cái mùng á. Thì bạn mới bón cái phân đó và cho vô phân làm nền của cái cây da đam. Và khi mà trồng cái da đam này á, cái chế độ dinh dưỡng á, mọi người lưu ý á, là mình phải bón phân đạm, phân hạt á, hoặc là phân vi sinh, phân bò. Tại vì á, cái cây da đam khi mình vô chậu á, thì thứ nhất là nó không có tiếp xúc với đất mẹ, đất mùng thịt á, thì nó đã mất đi một phần nào đó chất dinh dưỡng rồi. Khi bạn trồng với đất á, dưới đất á, thì nó lại khác, nó khác hoàn toàn. Khi mà Tâm trồng á, thì có rất là nhiều người khuyến cáo, kể cả mẹ của Tâm á, thì nói là nên trồng vào chậu thì nó sẽ phát triển tốt hơn so với trồng với đất. Nhưng mà khi bạn trồng trong chậu á, thì phải lưu ý là nhớ bỏ thêm đất vào cái cây da đam này. Bạn không bỏ thêm đất á, thì nó mất đi cái chất của đất. Tại vì trong đất có nhiều cái hợp chất, mà trong phân, thậm chí trong phân nó không có gì kẽm hay là chất sắt gì đó, Tâm cũng không nhớ rõ nữa. Thì phải lưu ý điều đó. Vào những ngày cuối năm của những ngày đầu năm, những ngày gần cuối của Tết, thì cái lượng nắng á, thì nó rất là cao, nó sẽ liên tục khoảng 38 đến 39 độ C. Thì những cây da đam này á, bạn phải cho vào mát. Ví dụ như bên này, cái cây này bên đây, những cây da đam nhỏ của Tâm á, bên đây á, thì Tâm đã che một cái dạng lưới lan cho nó mát cái cây. À, bạn thấy không, sáng sớm nè, mặc dù sáng sớm nắng nó không có hát cho lắm, nhưng mà trưa bên đây thì nó sẽ rất là nắng luôn, cực kỳ nắng. Đây, Tâm mới che được có 2 ngày thôi, tương đối là
khá là đẹp, khá là đẹp. Nó không có sừng sùi. Đây là hậu quả của việc mà để ngoài nắng quá nhiều. Đó, cái cây đó các bạn thấy không, nó vàng luôn, vàng đen luôn, nó bị cái tay nó bị chết đó. Cái nó khá là nắng. Cây nào mà cây mà núp núp trong đây thì nó mát, nó đẹp. Thì đó là một số lưu ý về cái dinh dưỡng cho cây. Và một tâm khuyên là khi mà trồng á thì hạn chế tưới nước. Khi mà những trời nắng á, trời nắng mình chỉ tới tưới trên mặt thôi. Đừng có của bà bán mì cái dòng bà cao mà to á. Và khi mình tưới nước, mình khi trời nắng á thì mình chỉ tưới ở trên cái mặt của tay da đam thôi. Mình tưới phun sương thôi. Tại vì mình tưới nhiều quá dưới cái chậu á sẽ bị ung nước. Ung nước và hư cái bộ rễ. Và Tâm cũng xin kết thúc video tại đây. Và mọi người hãy like và subscribe ủng hộ kênh Trần Vĩnh Long Official. Xin chào tạm biệt mọi người.